Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 1 tháng 12 năm 2021 về việc YouTuber tuyên bố 30 tỷ với tôi là rác dầu có cỡ nào. Khoa Park đang gây xôn xao khi chia sẻ thông tin bị một người bạn mới quen lừa hơn 30 tỷ đồng. Trong video đăng tải trưa 1 tháng 12, YouTuber Khoa Park bất ngờ tiết lộ anh đã bị một người bạn mới quen lừa 34,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện anh còn bị đe dọa tính mạng. Theo Khoa Park, anh và người bạn mới quen chơi khá thân nên anh mới tin tưởng chuyển tiền. Chủ nhân kênh YouTube có 4 triệu thành viên còn khẳng định người bạn rất muốn nổi tiếng và nhờ đi chơi với anh mà người này được lên báo miễn phí liên tục. Anh ta nói muốn được nổi tiếng, thèm được công nhận lắm. Tôi cũng nói là khi anh đi chơi với em là anh đã được lên báo rất nhiều. Miễn phí luôn, khi chơi với tôi tên tuổi anh ta phủ sóng khắp các mặt báo Việt Nam. Tại sao lúc đầu anh không nói với tôi rằng đồng tiền này không phải của anh, mà hai anh em chơi thân các kiểu. Tôi đã tin tưởng chuyển tiền cho anh, Khoa Park chia sẻ cách đó vài ngày trong dòng trạng thái chia sẻ trên trang cá nhân. Khoa Park đã úp mở về việc mình bị lừa hàng chục tỷ đồng. Đồng thời anh còn gây sốc khi phát ngôn. 30 tỷ đối với tôi là rác, nếu mấy ông bị một thằng bạn mới quen, vô danh, nâng đỡ nó hết sức để nó nổi tiếng có được ngày hôm nay. Bỏ tiền bạc hàng tỷ đồng đầu tư cho nó, xong nó lừa bạn mất 30 tỷ rồi quay lại kêu mấy ông lừa của nó 1 triệu đô thì mấy ông sẽ làm gì? Đối với tôi thì 30 tỷ để thấy bộ mặt thật của họ thì quá rẻ. Vẫn câu nói quen thuộc mỗi khi tôi cay cú, 30 tỷ với bạn thì nó to thật nhưng với tôi như rác. Bán cả quan hệ bạn bè người thân chỉ để lấy lợi cho mình, đạt được mục đích của mình. Lợi dụng bất kỳ ai gặp được miễn là người đó có danh tiếng có tiền bạc, bao từ tiếng đến tiền. Thật sự trong đời chưa gặp được một ai như vậy nên tôi bị sốc tinh thần cả tháng nay. Phải mất gần cả tháng tôi mới nhận ra trong chuyện này tôi sai. Quá sai là đằng khác, sai ở đây là tại sao tôi lại quá tin người, để bị lừa không chỉ một lần mà đến tận 3 đến 4 lần. Anh kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, Khoa Park chi 10 tỷ đồng để sang Mỹ du học. Đúng vào dịp nghỉ hè và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trường học tạm nghỉ nên anh có thời gian đi khám phá nhiều địa điểm tại xứ cờ hoa. Gây chú ý nhất là video Khoa Park gặp ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng và chốt sản phẩm gần 1 tỷ đồng. Nam YouTuber cũng chi 800 triệu đồng để mua xe hơi di chuyển tại Mỹ. Gần nhất Khoa Park cũng có nhiều phi vụ làm ăn khiến dân tình choáng như hùn hạp với tỷ phú Vương Phạm mua máy bay 115 tỷ hay bỏ 6 tỷ làm nhà hàng ở Mỹ. Tỷ phú Vương Phạm cũng hé lộ cách kiếm tiền của Khoa Park. Anh kể tôi mới quen Khoa thời gian ngắn thôi, cũng đoán giả đoán non qua lời kể của Khoa. Khoa úp mở là ở Việt Nam Khoa có kinh doanh đất, mua rồi bán lại. Từ xưa tới giờ Khoa cũng khuyên tôi đầu tư vào tiền điện tử. Khoa xài tiền căn bản lắm chứ không hoang phí. Còn tiền ảo Khoa chờ khi nào cao giá mới bán để dưỡng già. Tôi khuyên Khoa bán bớt tiền đi để hưởng thụ. Trong một video, Khoa Park có dịp gặp gỡ lại ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng và cả hai cùng hẹn đi ăn uống. Trong lúc trò chuyện cao hứng, tỷ phú gốc Việt yêu cầu nam YouTuber giải thích tin đồn trên mạng cho rằng anh hiện nắm giữ hơn 6.000 Bitcoin. Theo tỷ giá hiện tại, nếu Khoa Park đang giữ 6.000 Bitcoin nghĩa là số tài sản của anh lên đến hơn 400 tỷ đồng. Trước thắc mắc của đàn anh, Khoa Park không xác nhận nhưng cũng không bác bỏ. Anh chỉ cười trừ và chuyển nhanh sang câu chuyện khác. Nếu theo dõi quá trình làm YouTube của Khoa Park có thể thấy anh là người khá chịu chơi và chịu chi. Anh từng bỏ ra hàng tỷ đồng để đi khám phá nhiều nước trên thế giới, đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng, đẳng cấp bậc nhất. Khoa Park có kênh YouTube về ẩm thực du lịch hơn 4 triệu thành viên theo dõi. Theo ước tính từ Social Blade, chuyên trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới, doanh thu mỗi năm của kênh Khoa Park là 89.600 đô la Mỹ đến 1,4 triệu đô la Mỹ, khoảng 2 tỷ đồng đến 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, Khoa Park cho biết sự thật rằng nhiều clip triệu lượt xem của anh không hề kiếm được tiền dù quảng cáo vẫn hiện. Nhiều người ngồi thống kê kênh mình kiếm tiền tỷ này nọ đâu ra. Các bạn để ý mấy clip mình vào khách sạn, nhà hàng 5 sao thì thường những chỗ ấy hay mở nhạc Latin, Âu Mỹ, piano. Những nhạc này YouTube đánh bản quyền rất là mạnh. Tức chỉ cần xuất hiện 3 đến 4 giây là video đó đã vướng bản quyền. Các bạn xem clip vẫn thấy hiện quảng cáo rất nhiều nhưng toàn bộ doanh thu sẽ được chuyển về nhạc sĩ, người sở hữu bản quyền các bản nhạc đó. Vì vậy các YouTube thuần kiếm tiền thì họ ít đi review nhà hàng, khách sạn. Bạn đang nói mà nhạc nó mở thì sao bạn tắt được? Nhiều khi bỏ tiền triệu vào khách sạn 5 sao để review cho các bạn xem nhưng clip đó không kiếm tiền được thì coi như là lỗ. Như video mình đi mua đồng hồ Rolex được hơn 5 triệu lượt xem, các bạn bảo chắc mình kiếm tiền từ video đó bù lại. Nhưng làm gì có. Có nhiều tháng mình không có một cách nào từ YouTube, toàn bỏ tiền túi ra đi làm cho mấy bạn xem. Khoa Park kể lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.